Tôi là Linh Sang, vừa cán mốc 30 tuổi vào thứ bảy tuần trước. Tôi là giám đốc sáng tạo của tạp chí thời trang hàng đầu Bell. Bỏ đi, tôi còn độc thân và cũng chưa hề có ý định kết hôn. Oh my trứng, 30 tuổi độc thân là ẻ rồi đúng không? Suy buồn chứ. Quan trọng và nguy hiểm hơn nữa là Linh Sang có thể mất khả năng sinh con. Tôi còn thời gian bao lâu hả? 6 tháng. Bằng mọi giá, tôi phải được làm mẹ, dù chỉ một lần duy nhất trong đời. Cứ theo kế hoạch của chúng mình, tổng tấn công, ốp tròn ồ nồng nọc của Tiến Minh. Mày lấy tinh trùng của hắn bằng cách nào? Lấy thủ công. Yummy, xinh là quá đẹp. Tán trai không cần đâu mẹ Du. Ích kỷ kêu kìa. Kiếm cháu tụi chị. Còn có món đồ muốn gửi cho ảnh. Bà chị hàng xóm. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Thằng cha đã bắt đầu mê tôi rồi. Tối nay anh mời em đi ăn được không? Anh không cần phải khách sáo gì đâu. Chế ơi, chế ngu quá, người ta mở đi. Để em check lại lịch công việc coi sao đã nha. Làm giá chó. Thu chết. Mà anh chưa nói là anh định đưa em đi đâu. Bí mật, em đi rồi sẽ biết. Thì ra đây là công thức chung khi hẹn hò với các cô gái của anh đó hả? Gói này tặng em này. Anh đang tiết kiệm mà. Tiết kiệm tiền để nuôi con ấy. Em giúp anh một tay nhé. Giúp anh. Anh biết là em thích anh từ lâu lắm rồi. Mày biết mất rồi. Mày biết mất rồi mà. Là đai chữ ái. Trứng và tinh trùng là món ăn hàng ngày của Đai. Món ăn tinh thần hay con điên? Đi xét nghiệm đi.